Cơm nhỏ, cơm. Nè nè. Cơm. Rồi. Trước hả? Rồi, Đạt xin gửi lời chào đến tất cả các bà cô bác gần xa nha. Thì hôm nay Đạt dắt theo một ông anh chuyên gia để bắt cua, để đi lục mấy con cua mà Đạt bắt không được hết cả nhà. Cua rất là bự luôn mà không biết nó nằm ở đâu nha. Đây là anh Tùng. Rồi, chào cả nhà nha. Cả nhà xem và yêu mến hai anh em mình thì cho anh em mình xin tay nha. Tùng cho mẹ hả? Hay là sao quán nhà mẹ? Anh Tùng làm kênh gì ta quên rồi. Sao quán nhà mẹ ha, Tùng nhà mẹ? Tùng nhà mẹ. Anh Tùng có làm kênh nữa cả nhà, Tùng nhà mẹ nha. Cả nhà thích ảnh thì qua bên kênh Tùng nhà mẹ để cho ảnh một lượt đăng ký, để anh có động lực nuôi mấy đứa nhỏ đi học cả nhà. Bây giờ Đạt với anh Tùng sẽ tới điểm bắt cua và quay cho nhà xem những tình huống dở khóc dở cười khi xảy con cua hay là bị cua kẹp gì nha. Đây cả nhà, cua bốn. Bây giờ Đạt với anh Tùng kiếm cái vạch sẽ bắt được con cua nha. Anh Tùng kiếm bên đó, đặt kiếm bên đây nha. Sao hả? Có dấu không? Có dấu không? Hả? Đây cái nha, cua nằm đây cái nha. Mở đi. Quá nè. Nên dòm cho thử. Thấy không? Có không? Có ở luôn hả? Có không? Có. Nè, anh nhìn này em thọc bóng luôn. Chó này nó biến lắm vậy. Đụng rồi. Cua chứ. Nhỏ, không phải cua nó, không phải nó. Không phải nó hả? Không. Chiên rồi sao? Nó trong bự luôn rồi. Cua này nhỏ hả? Nghe hăng cua. Trời ơi. Nha. Dấu cua mà. Gì vậy? Bắt luôn cho em. Bắt cua đỏ cho em luôn. Cái gì cho chồng. Rồi, mà khí cả nhà, kỳ quá. Cua núp đây người ta. Nằm đây mà. Trời ơi. Nằm đây nè. Không có, cua. Ấy. Cua. Cua với nhà đúng không? Hả? Cua nè. Cua bự lắm anh. Nó đó. Con đầu tiên cả nhà. Bắt cua, nó nằm đây nè. Con cua cũ hả? Ừ. Nó chen vô anh. Con cũ. Không có nhà nãy nhà chạy vô nữa. Nè, đụng lên nè, ha, cua nè không? Nè. Nha vậy á. Cua anh. Nè, cầm máy luôn đi. Bẻ móc vào lụm được nó nè. Nha ăn cua. Cua. Cua có con nha nữa đó, hai con. Hai nó nhỏ quá. Cha gì đó. Trời ơi. Hai càng luôn. À đù. Hai nhỏ xíu à. Chạy đâu luôn rồi. Sáng cho mưa thấy vậy là thấy đói vậy. Đúng rồi. Em xíu à. Làm sao con cua cắn hai cái càng. Cắn hai càng vậy vậy. Cua cái nữa chứ. Cua này chắc hết biết luôn. Cua bao chắc luôn. Hơi da luôn. Ra rồi nè. Thôi, có cả có thịt ăn được rồi. Không sò bẻ nữa. Ừ, cua chắc. Nha. Con cua hai cái càng nó tự xử luôn nha. Hai
càng thì bỏ vô đi. Con đầu tiên gạch cái gạch xong á ngắt. Đây một hang cua nè. Mới khía mà. Con cua giống nữa đó. Chụp mới khía đây em anh. Con cua nè. Con cua. Con cua luôn không? Con khía trời. Con cua nó ba khía gì mà lắm hai con lắm. Khía hả? À. Nhìn con cua nó. À, cua. Con cua nó hả? Khía cua. Con cua nữa đó. Nãy coi nãy trong hang có chút cua mà. Có không? Có không? Không. Cua gì đó mà. Cua đó. Cua. Kỳ đó nó quéo 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 kì. Khía luôn vậy. Cua. Mấy cua nằm yên hang mà. Cua. Trời ơi má ơi. Cua. Cua mini. Có cua là được rồi. Cua mini. Vô thằng vô luôn đi. Trời cua bố chà bá luôn rồi. À. Đó. Này có quả còn con nữa. Cua. Cua da. Nha. Cua vô. Bỏ vô hết luôn. Lát thì nhà tính sao. Bỏ vô luôn ạ. Ừ. Chói. Chói ok. Chói ok nha. Trong đây hơi tối nha cả nhà. Chui vô đám lá để đào bắt được con cua thì cũng hơi khó. Dạ, dạ luôn hả? Rồi. Ồ, cua cũng trọng đến nè. Lạng lạng mấy gì đó. Rồi. Cái gì hả ao với lạng gì? Rồi. Rồi. Mấy con à? Cua này cả nhà. Cua này sâu quá anh. Con cua mà thấy chị chơi đó. Nãy mồi ra thấy nó nằm luôn á. Dạ cũng lộn luôn. Ôi, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Bỏ ra đây. Sao, 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 sao. Ui, con này cũng trọng nè. Nó lẹ lắm á. Chỗ đi. Cái lạc đi. Có lạc bỏ túi luôn nè. Nè bắt em con nha nữa nè. Bên này nhà bà kia bắt hết luôn cả nhà. Tại vì nha mà mình cho trộn ăn. Trộn ăn nó có canxi. Nè con cua chả đó. Nè bỏ nha vô đi. Ui. Cua đâu? Cua đâu? Cua đâu? Không. Cua đâu? Hoài. Mắc chứ. Cua càng sen. Cua còn nữa. Đừng mắc chứ. Trời ơi. Rồi. Đi mà. Bắt cua bắt được cua lớn về vậy. Bữa nay mấy anh em bắt cua nuôi xong rồi. Cua thả ao. Đâu có chắc. Sao mà nói được nói. Trời ơi. Con ngay lên xỏ vô coi. Chứ không được nữa mà ơi.
tàn đào. Ôi dí quá. Ở đây quay đẹp quá. Cảnh đẹp cực kỳ luôn cả nhà. Rồi, cả nhà ai thương đạt chưa đăng ký kênh thì xem hết video thoát ra và đăng ký kênh dùm cho đạt nha cả nhà. Cuộc sống mưu sinh này. Thiên nhiên ban tặng sao thì dụng vậy. Như đây. Mà khí bự quá. Mà khí này quá là chắc luôn. Khí này. Nè mấy con tròn em vô rồi. Kim lạc đi. Họ đi có lạc tới. Nè. Hả? Có thiệt cây này. Coi được coi. Em mưa anh. Bữa đầu không có chứ. Kim lạc đi. Cua gì mà nó ở kế liếu kế liếu. Bữa này vô cái lón cua mini rồi. Không tin. Cua ba khía này không quan trọng nè. Đi ra. Kỳ ta là nghi rồi đó nha. Là đánh cua. Mua nha nhau. Mua. Đúng cục cục. Cục sình cho bá luôn cái cua nha. Cua cái gạt luôn. Trời ơi cua gì chàng cái vậy. Xíu mà chàng cái vậy nha. Trời ơi cua gì chắc chói luôn. Cua là bỏ vô ao hai bữa lột. Cua gì mà đây con bên đó con đằng kia con kia con. Kế không? Đi chưa được 5 bước nữa được con nhá. Cua gì mà không được trăm giam nữa, nửa lạng. Nãy em bỏ vô trong vậy, ở ngoài vậy. Vậy à. Lên mé đi em đi dưới cho. Em đi dưới lên mé. Đi đâu cũng được, từ từ leo lên. Cái này hả? Thấy không? Khai nước quá. Nhìn nó cũng ngon. Cái này mới ngon nè. Ở mía mềm luôn mà mẹ ơi. Đụng cái văn luôn á. Miếng không? Đã không? Chưa. Mồi không tràn đó nha. Cơm nhỏ, cơm. Nè nè. Cơm. Trời. À, trước rồi. Được không? Cơm quá đã. Quá bự. 20 con vậy là ngon ai, ok. Ôi, quá trời luôn nè. 2 con, 2 con. Xảy. Xuống, có đi. Đúng vậy, có mấy em xảy à. Em hang làm 2 con luôn. Lỗ giò. Rồi, một em. Tôm, gãy que, gãy cảnh giáo. 2 con. Rồi, tiếp tục. Rồi, mất hết pin luôn rồi.
Nãy giờ lỗi mấy cái số. Ơi, ấy nó bò kìa. Được nhiêu đây cả nhà? Quá trời đất. Nè nè. Cái số nhỏ nhỏ không à? Ê. Ai à. Bò lỗi hết nổi luôn. Cái này thay ao không à? Tụi muốn lấy cái gì lấy đi. Thôi. Mấy con nữa. Làm gì sao vậy? Kết thúc cái video luôn nha. Để mình tôm đây. Càng mò nữa. Đó. Quá mệt mỏi. Có tôm càng nhiều vậy. Bà khía cho tròn. Ôi anh bỏ. Càng nữa nè, lấy mấy càng vô. Để đi, đổ nước lên giữa cái. Rồi, đâu. Chào cả nhà, hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha. Trưa nắng ngủ mệt trâu rồi. Còn con cá nè. Kêu với bộ anh nhiều quá. Cái gì dưới đây? Ôi, lấy cái càng lên kìa. Cua cái gì sao nào chạy chạy. Từ từ, đổi càng dính ngoe luôn, bỏ luôn. Lấy càng lại đó, nó càng nó mọc. Bò lớn ngỡn. Cua này. Cua này thả luôn. Lấy càng lại kìa, đó. Chưa thấy chưa? Còn cái này. Đứng đó thì la. Ăn đi. Con thằng Crowwood. Rồi vô vô vô. Dí nó dí nó dí. Đó đó đó. Cũng gục gục luôn. Nghe thiệt. Đạt này xin hẹn cả nhà ở đây tiếp theo của Đạt nha. Qua này quá mệt. Nắng quá nắng.